Trời ơi, các ông cứ bắt đầu là cãi nhau không được nữa rồi. Kém hiểu biết rồi cái gì mà lúng túng loạn xạ cả lên. Cãi phụ huynh là mang tiếng là láo rồi. Cứ cãi phụ huynh là láo rồi. Thôi nhưng mà không sao. Đây đây đây, cãi nhau to rồi, cãi nhau to rồi. Bị cá nếp nè. Cái gì? Thằng nào em làm? Gần nó đánh giờ nó. Dạ đọc nó được rồi đó anh. Dạ đọc được. Đọc sớm đi. Một càng sớm càng lời mà bạn. Để nó bốc, hay. Hay anh. Từ từ anh đứng gần gần xí để cho nó. Lên một
gì quá. Vô địch đó. Bạn đánh trúng nó là bạn ấy mà hết vô địch mà. Trời ơi. Đào. Ừ. Sô đánh đánh trước trước cái lúc đến thôi ừ. Cái lúc đếm vô lúc nó được